Tại cuộc họp báo thường kỳ chính phủ chiều ngày 29 tháng 4, trả lời câu hỏi liên quan đến MV Des No One đã đón On, có nội dung tiêu cực của Sơn Tùng MTP. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì. Nguyễn Hữu Độ cho hay Sổ đây là việc xảy ra thì ngoài nhà trường. Tuy nhiên, Bộ sẽ có biện pháp ra soát tình hình học sinh để phát hiện các em có điều kiện chưa thật tốt nhằm tư vấn, hướng nghiệp, giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp các th... Cứ phải SG bù bù làm cái gì đúng không? Thôi thì xin phép đến đây là được nói chuyện với cả anh Tùng một tí. Bởi vì nhỡ đâu mà anh cũng có đội ngũ marketing xem được video này thì sao? Nhỡ đâu anh ấy xem được thì sao? Nhưng mà, tôi, 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 tôi chắc là không đâu. Nhưng mà, anh Tùng đúng không? Ừ, em cũng chả phải là ai đâu Nhưng mà em có thể quan sát được Tất cả những cái gì mà người khác đang làm Và em có một cái đánh giá Nhận xét chung ấy Thì em có cảm nhận được cái sự gồng Của anh Khi mà anh đang cố dướn thân mình Vào một cái thị trường mới Nó worldwide hơn đúng không? Nó thế giới hơn đúng không? Tiền tệ nó hơi châu Âu hơn một tí đúng không? US, US một tí đúng không? Em nghĩ rằng là em có cơ sở khi mà em nói thế Bởi vì <laughs> bài hát của anh là toàn bộ là tiếng Anh qua hey. cái video này nữa Đấy But anh cứ sợ Ôi trời Thì em biết mà Em sẽ kể cho anh một cái câu chuyện mà Em đã từng đi học tiếng Đức nhá. Khi mà em đi học tiếng Đức ấy Thì cái quan ngại nhất của người học tiếng ấy Là người ta ngại nói bởi vì người ta sợ sai đúng không Nhưng mà em lại ngược lại Em lại cứ nói hoàn tà là văn hết cả lên Để xem đúng thì đúng Không đúng thì sửa đúng không thì tất nhiên là mình cứ nói ra thì dần dần là mình sẽ master được đúng không? Em nói nhiều lắm nhưng mà mỗi tội ấy khi mà em tự tin quá về bản thân tự tin quá về cái khả năng của mình đến một thời gian em đi sang bên kia và em nói chuyện với người bản địa bình thường ấy anh nghĩ rằng người ta hiểu được bao nhiêu phần trăm là những gì mà em nói ít lắm người ta bảo thằng này nói gì chả hiểu và cái định nghĩa của người đức ấy người ta có một cái từ gọi là auspracher hay còn gọi là cái từ cái cách phát ngôn của anh nó có hợp tai của người bản địa hay không và làm thế nào để nói được hợp tai với người, người bản địa Thì ôi nó là quá trình tích lũy anh ạ Nó là cả một thời gian anh sinh sống Và anh ở bên đấy Và anh sống cùng với nó ấy Sống cùng với cả cái ngôn ngữ đấy Thì ít ra là nó mới thành công Chắc là anh cũng là một người nghe nhiều nhạc đúng không? Anh có nghe nhiều nhạc không? Anh có nghe nhiều nhạc Thế anh có nghe nhiều nhạc của người châu Á Hát tiếng Anh không? <laughs> Như, như như cái thằng cái thằng gì đấy mới vừa vào tù ấy. <laughs> nó có nói rõ tiếng anh không nó có nó phải có một cái màng lọc filter auspracher đấy mình nghe một phát là mình biết là ơ thằng này là người châu á hay là thằng này là người châu âu đúng không em đang nói cái câu chuyện này đó mang một cái phong thái phát triển hơn một tí nhá lyric của anh bị sượng You hide from me since the day we love lesser. <laughs> love lesser Em trốn khỏi anh từ ngày chúng ta yêu ít hơn. No. Uh. Love lesser. Love whatever. Whatever. Bever, Chever Clever Ever Lesser Có lesser không? Không Không có lesser À Thế thì ít ra là vẫn còn Bỏ công sức ra để viết lời một tí đúng không? Hơi nỉ cố thêm một tí nhá Love lesser Ly Lyric Lesser lover Ngay cả cái việc mà gõ lên Google Mà nó không ra được cái kết quả Cái câu love lesser ấy Công nhận nó là một cái gì Để nó rất là mới ấy và thường thường là ngôn ngữ mới thì tôi không tôi, tôi 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 nghĩ rằng là không nên không nên sử dụng oh, love lesser lesser love này lesser cuckoo này da mỹ kẻ điên dại đa mỹ này chất nha được nha <laughs> anh có hiểu cái mấu chốt mà em đang cố nói với anh là gì không mình không phải là người có dòng máu châu âu mình cũng tiếng anh cũng không phải là tiếng mẹ đẻ của mình cho nên tại sao mình phải cố gắng Trong khi mình có những cái nơi mà mình có thể thuê những cái người songwriter Hay còn gọi là những cái người viết viết bài, viết lời ấy Người ta có thể thuê mày ổi lên trang web đấy mà Songwriter này 35 đô này 1 giờ 45 đô 1 giờ 70 đô một giờ làm gì làm gì không nhiều không quá nhiều đâu nhưng mà ít ra anh hiểu không? ít ra làm người ta là người bản địa người ta biết một cái lời bài hát nó nghe như thế nào nó không bị sượng nhưng mà em lại hiểu một việc nữa anh sơn tùng ạ nghệ thuật đúng không tự nó đến chứ không thể nào mà kiểu mình Ờ, ừ, tự nhiên là phải là lắp ghép lắp ghép như thế đúng không tự nó đề đúng không anh văng theo nó và anh viết theo nó đúng không Ừ không sao hết anh ạ coi như lần này nó là một cái gì đấy trải nghiệm thôi học hành thôi mà buổi học là học cả đời chứ anh bây giờ em mới chia cái thịt thật lên để em nói chuyện với anh về cái vấn đề kiểu thị trường việt nam đúng không cành <laughs> nhỉ thôi thì biết làm như thế nào bây giờ nó hơi bị uh, cái nói chung là cái uh, tầm nhìn cái viễn tưởng cái cái vision của anh về cái art đấy thì em không, hoàn toàn em có thể hiểu nó mang cái tính chất nó hơi tây một tí nhưng mà thường ấy bọn tây trông nó hát co nhà mình thì nó hơi nhẹ nhàng và tình cảm anh ạ ôi, anh làm nhạc em yêu thương em vô bao bạn thân và cô giao hiền cấp sách đến trường trong môn vàn yêu thương ôi thôi ôi em là anh làm như thế nhiều rồi anh chán rồi đúng không đứng trên top anh chán rồi đúng không nhưng mà đấy việc ở trên top nó khó khăn ở chỗ đấy đấy chả có đứa nào sai trước mình cả cho nên bây giờ mình phải sai trước để cho chúng nó học theo ấy. bố mày còn chọn chú ben người nhện cũng nói rồi thì thôi biết làm như thế nào bây giờ khổ chửi nhân viên cũng đã mệt rồi thế đấy là em chỉ nghĩ thôi nha chửi nhân viên cũng đã mệt rồi thêm cả cái thành viên mới nữa nhân tài mới đúng không vừa, vừa có cái cậu gì đấy mới vào MPP mtp entertainment đấy đúng không xong lại lại ở trên xong rồi làm nhạc xong rồi ủi bao nhiêu drama Ôi mệt thôi thôi được rồi em hiểu anh mà cho nên thôi Cái này lần này thì em cũng chỉ Làm cái video này ra chả biết là anh có xem được hay không Nhưng mà thôi Tất cả mọi người đều xem được mà Nhưng mà cái câu chuyện này nó hơi riêng tư giữa chúng mình đúng không Thôi đèn bị làm nào giờ Thôi thì nếu mà xem được đến đây rồi ấy, Thì em có thể miêu tả của con người của em cho anh luôn nhé <laughs> em là cái người mà kiểu lên trên mạng xong một cái trêu trêu anh Nhưng dần dần em trêu em thấy chán rồi Em bắt đầu kiểu quay ra xong rồi em muốn cho người khác lời khuyên hơn đấy tất nhiên là chả phải là lời khuyên mà chỉ là một cái gì đấy mà nó nó là một cái cảm nhận của em thôi cho nên là và cái cảm nhận đấy chắc chắn là nó sẽ có một cái gì đấy nó mang cái hướng phát triển cho nên là cái gì mà phát triển thì sẽ có thời gian của anh đúng không đúng rồi người trên top mà biết làm sao được thôi đấy thỉnh thoảng người ở trên top thì nó hơi lonely một tí nhưng mà đứng ở trên đấy thì thường thường là sẽ có những cái năng lượng nó hơi nó hơi gián tiếp một tí không biết là anh có nhận được không nhưng mà thôi đấy cả năng lượng của em nó đang gửi lên cho anh đấy nhá ở trên đấy vui vẻ nhá anh thế nhá định kết thúc cái video này rồi đấy nhưng mà còn một cái việc này nữa thôi em đồng tình với em em thích một cái quan điểm như thế này nếu mà là một cái nghệ thuật đấy, mà nó được sinh ra nhưng mà nó được sinh ra mà nó chỉ để ở đấy thôi và không được trưng dụng lại hoặc là không được có một cái gì đấy mà nó lấy cảm hứng lại ấy. Thì nó là một cái gì đấy nó vứt ở trong xó. Em hiểu cái vấn đề đấy mà. Nhưng mà em không biết đây là có phải là một cái thành phần marketing của anh không nhá. Nói đấy có phải là anh cố tình là anh làm như thế này để cho người ta thấy giống xong rồi anh tự nhiên là người ta cứ nói về cái video đấy ôi bạn video thằng sơn tùng này nó giống thế xong rồi cuối cùng là anh lại được lên phê đừng không Hi -hi -hi -hi. ai mới biết được thôi thì thật thôi nha không sao hết mà không sao hết mà anh nghệ thuật là để trưng dụng lại nhá